Hi, xin chào chị và các bạn. Hôm nay em sẽ bôi một cái chiếc điện thoại mà gọi là siêu hiếm luôn nha. Bảo đảm 100% là siêu hiếm, không có trên nhiều trên thị trường. Bữa giờ em đi lùng sục tìm kiếm, năn nỉ ỉ ôi mua cho bằng được, giá cao. Để làm gì? Để gì quay cho chị xem. Đó. Và quay xong thì chia sẻ cho anh nào thật sự đam mê, mê nó. Đây. Nhìn xa xa chắc không ai biết máy gì luôn, đúng không? Đây em quay kỹ cho. Bắt đầu 7650 là máy gì cũng không ai hình dung được luôn, đúng chưa? Imei sản xuất Phần Lan, nhà mạng Movita. Đó. Con này em tháo ra anh chị biết nhớ, chứ bình thường chắc nhiều anh không nhớ đâu. Đó, thấy chưa? Từ từ, thấy không? Mình coi sơ sơ trước đi. Rồi. Bắt đầu khui hộp. Gì vậy? Chứ không thích gì vậy? Đó. Con này là mới 100% nha anh chị. Mới 100%. Chỉ bỏ pin vô test sơ thôi, chứ không phải là chưa xài luôn nha. Đó. Chị thấy kỷ niệm ùi về chưa? Rồi bắt đầu. Em sẽ khui cho chị xem. Đó. Anh chị hình dung cái máy rồi đúng không? Bên trong nó cũng có vòng mấy cuốn sách thôi, hướng dẫn. Ngày xưa mà mới ra mà ngồi đọc cái này mình mò là cũng là một cái kỷ niệm đúng không chị? Mình nước ngoài nha, Việt Nam mình là tiếng Việt, tại máy nước ngoài gửi về, đúng không? Ta bán người ta chuyên nghiệp không, để rất là tôn trọng khách hàng. Mở ra là sách đầy đủ, có đĩa luôn nè, đây đĩa nè, thấy không? Đĩa driver, rồi driver bên đi. Tiếp theo là cục pin, cục pin này pin zin theo máy nha anh chị, còn mới nha. Nói chung bây giờ đi mua cục pin này mà những cục pin này nè xài máy rất lâu. Chứ bây giờ là thị trường bây giờ thì hồi cổ bây giờ là chỉ là pin linh kiện thôi. Đây là pin zin. Đó, mới tin sạc là xài cục sạc Innoga truyền thống chui lớn. Cầm hàng zin trên tay nước mắt rơi. Nè chị xem đó, có ai nhớ mấy gì không? Bảo đảm những anh xem clip em là ai cũng phải biết máy này, nhưng mà một là quên tên, hai này xài rồi, còn ba là nhớ lại kỷ niệm ngày xưa thời sinh viên lúc mới ra không có tiền mua. Bây giờ làm có tiền thì tranh thủ mua đồ cổ đi, điện thoại cổ là một cái hoài niệm chứ không phải là mình bỏ tiền mua rồi là mà mình sai đâu, mình ngu đâu, không có đâu. Bảo đảm mỗi người sở thích đam mê đồng hồ cổ, điện thoại cổ nha. Đây đó, trượt lên trượt xuống đó. Con này mới 100% nha anh chị, không một vết chày. Bây giờ em sẽ gắn sim thử cho chị xem. Đây, cái sim nằm đầu, mình lùi ra. Thấy không, mở ra. Để qua bên. Hướng dẫn gắn sim. Gắn theo chiều. Kịch. Đóng vô. Rồi. Ấn xuống lùi ra. Imei. Nè, Imei. Imei là nãy trùng với hộp nữa anh chị. Hàng new 100%. Rồi. Bỏ vô. Đóng nút lại nhẹ nhàng. Trượt lên. Mở nguồn ở đây. Đó. Cái con này là hồi nãy là logo nhà mạng Movita nha anh chị. Thì chắc chắn mình mở lên nó phải có logo. Đâu rồi? Đây mùi ta chưa, đó thấy không, ngày xưa nó chỉ vậy thôi. Giờ bấm camera thử coi được không. Đó 900.
gọi đâu, à ở đây, trời ơi thiệt. Em là em nhập về là em mở ra em quay luôn chứ không có mà em ngồi mò nha, nói trước. Tăng volume. Đó, giờ vô video thử rồi. Nghe chuông thử lớn không? Nhỏ nhỏ, chuông này nhỏ, không có lớn. Con này chuông nhỏ. Nói chung là nghe gọi hoài cổ. Nghe gọi hoài cổ kỷ niệm thì là xuất sắc. Đó, anh nào đam mê thì alo nhấc máy. Nhanh gọn lẹ nha. Đừng suy nghĩ, đừng do dự. Không có con thứ hai đâu. Rồi, ok. Cảm ơn chị xem clip. Chúc anh chị vui vẻ. Bỏ vô. Trở về vị trí cũ. Chờ anh nào đam mê qua lấy. Ok, cảm ơn chị.